quân động. Nào, ở trong này thôi. À, như mọi người đã thấy vừa rồi đấy, chúng nó nô với nhau, nô với nhau là kèm theo hầm hè ngay. Chính vì vậy cho nên mới nói là cái việc mà để mà các con chó nuôi cùng với nhau, chúng nó hòa thuận với nhau là nó phải có cách, chủ phải nắn khi cần thiết, chứ không phải là cứ để tự nhiên thế là chúng nó hòa thuận với nhau đâu, nó sẽ nắn gần nhau đấy. Như tầm này là cái tầm tuổi mà Siro sẽ muốn nắn gân để vươn lên làm đại ca đây nè. Nhưng không được nha Siro nha. Ở với bà với mẹ cơ mà. Phải để bà với mẹ làm đại ca. Chứ không phải là Siro đòi vươn lên làm đại ca đâu. Chơi với nhau một tí mà cáu. Đến giờ dọn rác rồi. Mẹ Maxi là vừa chơi vừa nắn các con đấy, vừa nắn con quá đà cái là mẹ dọa ngay. Siro là bị xích mấy vết rồi. Đâu rồi cái cổ của Siro đâu rồi, đưa anh xem nào. Đây nè, ở trên đầu Siro nó có một vết xích đây nè, thấy không? Và ai tinh mắt này nhìn nè, lông à, đấy. Đây nữa này. À. Đấy là do nô nhau và bị Siro quá đà là bị mẹ phạt đấy, hoặc là bà phạt. Dọa thôi. Dọa là đủ để xuất ra rồi. À, được rồi, hai mẹ con nằm yên, thế quay cả hai đứa ngồi yên. Không, ngồi xuống. Không có ngồi cao hơn mẹ, đúng rồi. Không được ngồi cao hơn mẹ để quay cả hai đứa. Chứ không phải là tự nhiên các con chó nó hòa thuận với nhau đâu. Sảnh ra ấy mà không có nắn là có thể nó bụp nhau luôn. Bởi vì khi hai đứa nó cùng không có e ngại gì cả thì sẽ có bụp nhau. Nhất là cái giai đoạn này là giai đoạn mà Siro sắp lên giống lần tiếp theo. Chính là cái giai đoạn mà mình có nói là tất cả mọi người nếu mà nuôi cái con chó cái ấy thì mọi người sẽ phải lưu ý ở cái giai đoạn mà con chó nó sắp lên giống, là cái giai đoạn cái tính cách nó thích thể hiện hơn. Chính là tầm này không có gì thay đổi thì hai mẹ con chắc là sẽ lên giống cùng một đợt. Mercy và Siro cuối tháng này hoặc là chậm thì đầu tháng sau thôi. Thay lông xong hết rồi. Nào hai đứa nhìn vào đây nè, chụp kiểu ảnh nè. Xin chào mọi người nhé. Đoạn đầu không có nói gì để cho mọi người xem cảnh hai mẹ con nó chơi. Đây là hai mẹ con bây giờ là đến giai đoạn yêu thương. Đây mọi người có thể thấy là nó có thể là khi mà nó chơi với nhau là nó quá đà. Chơi với nhau chỉ cần quá đà một chút đau cái là cùn nó có thể đánh nhau ngay. Nhưng mà nếu mà nó mà không quá đà thì sau đấy là yêu thương nhau ngay. Nếu mà hư thì có thể sẽ bị ăn đòn, ngoan thì sẽ được yêu ngay. Đấy là với
Pila với lại Melsi sẽ đối xử với lại Siro theo cái kiểu như vậy. Bởi vì Siro là con và là cháu mà. Qua một cái giai đoạn này thì chúng nó sẽ không có theo kiểu nô đùa theo kiểu thế nữa. Phải qua một cái giai đoạn như thế này. Bây giờ Siro vẫn đang tuổi thanh niên. Tuổi thanh niên mà vẫn còn đang thích nắn gân, muốn làm chị đại. Nhưng làm sao làm chị đại với bà với mẹ được? Bà với mẹ bụng ngay. Siro ạ, đứng dại, xứt hết mặt ra luôn ấy. Không phải chuyện đùa. Mẹ chiều chứ có phải đâu. Ra liếm mẹ đi Siro. Lần trước ra liếm cho mẹ, mẹ vừa liếm cho Siro rồi, ra liếm lại cho mẹ đi. Hai mẹ con liếm cho nhau cho sạch đi. Mẹ liếm cho Siro kìa. Mẹ liếm cho Siro mà Siro không không liếm cho mẹ à? Hả? Chỉ có nằm hưởng thế thôi à? Siro. Buồn cười vậy. Đấy, hai mẹ con yêu thương nhau. Mới bảo chào mọi người mà bây giờ mới chào mọi người được. Ok, xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you and see you again. Nào nhìn đây nào Siro.